Một phiên của tuần đẫm máu thì đường giảm 4.5% thật sự 4.5% của một cái chỉ số chung các bạn biết nó kinh khủng đến mức độ là gì nè 486 mã giảm điểm và có 145 mã sàn ở sàn Hose các bạn ạ Thật sự con số cực kỳ lớn và ngày hôm nay cái số điểm nó giảm là 55 điểm Thì các bạn biết là hổm rầy á Nó chỉ đi tức tức là 1210, 1250 đúng không ạ Mà nó đi liên tục như vậy và các bạn thấy nè Ngày hôm nay thật sự cái mức độ tàn khốc của nó nó giảm hở tất cả các mặt trận luôn Không quan trọng ông là cổ phiếu nào Đúng mà ạ? Như vậy là rất là lâu rồi chúng ta mới gặp ra cái tình trạng là bán tháo hoảng loạn như thế này Bán tháo hoảng loạn này thật sự á Ở cái góc độ mà chúng ta tìm nhìn nhận về tin tức á Thật sự nó chả có một cái tin tức gì quá xấu các bạn ạ à, đâu đó là những cái tin tức ví dụ như là bên lề à, là gì ạ? tối hôm qua là gì có rất là nhiều tin tức của VBS hạ mặt xin các kiểu nhưng mà thật sự cái chuyện mà hạ mặt xin của cổ phiếu là nó thường tình được mà đâu phải là một cái công ty một cái, cái công ty chứng khoán mà nó quyết định được cái cuộc chơi đâu đúng không ạ nhưng mà thật sự cái ông vbs này cũng hơi mệt ha đó tuy nhiên thì cái chuyện mà cổ phiếu hạ mặt xin thì năm mười phần trăm nó là bình thường còn quay trở lại trạng thái mà mọi người hay chia sẻ về câu chuyện là hiện tại á everan nộp đơn xin bảo hộ phá sản đứng góc độ về gì à? về tin tức thì thật sự nha những cái chuyên gia ví dụ như là ông tiến sĩ tấn Cân, à, tấn giờ à? à, cắn vân lực này ông ông mới nói như thế này thật sự mình đồng ý đó à? là gì có hai cái vấn đề mà thực sự hiện tại tin tức này nó có tác động đối với toàn cầu như thế nào thì đối với lại à? thị trường tài chính và bất động sản bất động sản toàn cầu này theo tôi này theo ông nha chưa có tác động gì diễn ra nhiều bởi vì cái việc mà bảo hộ phá sản này nó diễn ra thường tình cái chuyện hết sức bình thường ở Mỹ các bạn ạ khá là phổ biến rồi à? nhất là thời điểm khó khăn đúng không ạ đó tuy nhiên thì đây là một doanh nghiệp bất động sản rất lớn ở trung quốc à, nhưng mà cái gì ạ à? cái vấn đề hiện tại là cái việc này nó vẫn chưa ảnh hưởng đến sức mạnh của toàn cầu đâu ha không có gì mà chúng ta phải là à, gây ra cái trạng thái là gì à? à, sụp đổ hiệu ứng domino các kiểu đà điểu không có thật sự vì sao vì thật sự cái vụ này các bạn ạ à, đối với lại câu chuyện việt nam á cái chủ đề về everen này thật sự nó không phải là mới các bạn có nghe thông tin này cách đây khoảng 3 năm hai năm rồi các bạn ạ à. cho nên thật sự nó không có gì là mới cả mà cho dù ông nội này ông có nộp phá sản nữa cũng chả có liên đới luôn à, thật sự nó cũng chả có liên đới gì nhiều và và quan trọng là chúng ta không đánh về không đánh cổ phiếu về tin tức bởi vì một cái điều như thế này này các bạn nè à, trong cái kịch bản giao dịch ngày hôm nay á Thật sự là mình có nói là phải lên kịch bản sớm thôi Tự nhiên ngày hôm nay mình nói là không chủ quan và không suy đoán ha Phiên hôm nay rất là quan trọng luôn Mình chia sẻ với mọi người trong thước vip rất là kỹ nè Nếu khối lượng mà giảm rung lắc thấp á, thì chả sao cả vì sao ạ? À? Nhưng mà nếu mà vôn mà nó trên 1 tỷ cổ phiếu trung bình lớn lên trung bình của 20 phiên á, bán mạnh thủng 1215 thì cái xác suất rất là cao là 90% là VN sẽ tìm về là nhịp điều chỉnh số 2. Sống à, sóng 2 của sóng 3 tăng giá thì cái kịch bản tiêu cực này nó sẽ diễn ra và cái nhịp chỉnh này nó sẽ ở đâu các bạn ạ? À? sẽ đứng trước hai cái vùng hỗ trợ rất là tiềm năng lúc này. Đó là dạ, đầu tiên là cái đường MA 50 hợp lưu với lại các vùng hỗ trợ. Trong đó có hai cái con số mà chúng ta có thể là, là lưu tâm mà đó là ngày 1190. Và con số thứ hai á, tại sao mình lấy 1190 thật thật sự tại vì á ở đây nè các bạn ạ. À, 1190. À, thật sự đây chính là một đường bay vọt các bạn nhá quanh cái đường này và cái đường thứ hai á là cái đường giờ dạ, à, quanh vùng giá khoảng là fibonacci 0.382 của cái đoạn điều chỉnh này tức là của cái sóng à, sóng gì à sóng à, sóng hai điều chỉnh các bạn nha và hiện tại cái đường này thì nó lại đang tiệm cận là cái đường trendline cho đây các bạn à. như vậy nếu mà trường hợp ông này cho ông giảm bởi vì khi chúng ta bỏ qua tất cả những tin tức này thì mình có nói với mọi người trong nước vip á thật sự bây giờ là giờ dạ, cái câu chuyện tin tức thì mình sẽ không xét nét lại một lần nữa nhưng mà mình khẳng định luôn khi chả có tin tức mẹo gì chân thì đây sẽ là một cái trạng thái điều chỉnh rất là bình thường bởi vì sao ạ à? trong quá khứ chúng ta đã gặp cái tình trạng này rất là nhiều rồi trong một cái con sóng up trên các bạn ạ à. đây vào cái năm đó nè thật sự luôn á lúc đó là mình có cảm nhận về cái vụ này rồi nhưng mà mình không tưởng là nó sẽ đánh rất là nhanh như vậy và khi mà nó đập mạnh như vậy thì các bạn biết là nó cũng sẽ có những cái phiên hồi lại cho mọi người nè rồi sau đó nó gì ạ à? nó chỉnh để nó tăng nếu bây giờ chúng ta nhìn nhận nha nếu bây giờ chúng ta nhìn nhận đây là một cái cấu trúc sống này thì hiện tại ông này là ví dụ như đây là là b c chẳng hạn nha thì đây là bây giờ thật sự nó sẽ đang tìm lại cơn sóng c tức là mẫu hình điều chỉnh các bạn đây mình sẽ vẽ luôn cho các bạn coi nè đâu rồi nhập đây ok sóng a sóng b và sóng c tiếng việt ha rồi thì hiện tại ông này ông như thế này nè nếu mà trường hợp ông này điều chỉnh thì mình chia ra hai kịch bản và ngày, ngày hôm nay kịch bản thứ hai nó bị kịch bản thứ nhất nó bị thủng rồi thì thật sự rõ ràng cái con số mà mình hiện tại đang ước lượng á khả năng nó về đâu đó một năm cộng trừ thôi các bạn nha và chỉ còn có khoảng là hai hai chục điểm nữa thôi tầm tầm đó tầm tầm hai chục điểm nữa thì đến hai chục điểm này rồi thì có nhiều cổ phiếu ngày hôm nay nó đã đạp lại những cái trạng thái à, à, test về nền rồi thì khi con số hai điểm này thì mình nghĩ nó sẽ vẫn còn áp lực điều chỉnh trong một hai ba phiên tới nữa thôi và sau đó là giờ khi nó kết thúc quá trình điều chỉnh này thì bản chất nó giờ nó sẽ lên lại rất là mạnh ha thật sự bởi vì thị trường hiện tại đang còn giữ trên trung hạn nè còn những vùng hỗ trợ này nè đúng không tin tức thật sự đó là cái câu chuyện mà khi người ta chúc lãi tôi các ạ tại vì sao ạ à? cái nền giá cổ phiếu dưới này nè rồi người ta đã đánh đấm từ cái vùng giá khoảng ngày 16 tháng 11 tới giờ cái trải qua rất là nhiều rồi. Thì khi thị trường vào trong cái con sóng 3 đúng không ạ? Nó điều chỉnh lại thì các bạn biết là cái giai đoạn sắp tới á cái sóng này mình khẳng định sóng này tăng giá rất là mạnh bởi vì hiện tại trên thị trường này có rất là nhiều ông đúng không ạ? Ông nào bán xong thì hô giảm và ông nào mua xong thì sẽ hô tăng bảo đảm luôn. Nhưng mà thật sự chúng ta sẽ rất là logic và đứng giữa hai góc nhìn này. Và cái giai đoạn ngày hôm nay á giờ yeah, Thị trường nó có khoảng 1 tỷ 6 cổ phiếu ngày hôm nay khớp lệnh Các bạn thấy không mà thật sự Nếu mà chúng ta nói về mức độ khốc liệt Thì chúng ta thấy nó khốc liệt thật Nhưng mà để mà chúng ta nhìn nhận Thật sự tiền quá kinh Có nghĩa là gì ạ à? Có dòng tiền vào rất là nhiều Đúng không Dòng tiền ngày hôm nay đỡ kinh khủng thật 36.000 tỷ các bạn Các bạn đang nghe con số không nhầm nha 36.000 tỷ đồng ha? Và hiện tại ông này sẽ còn bám một cái trên này Ông này chỉ cần ha Đạp xấu hơn nữa hôm này sẽ đạp về đây là nó bắt đầu là gì à? sau đó là có những phiên cân bằng và từ từ nó sẽ lấy lại và nó sẽ tiếp tục trở lại trạng thái vượt đỉnh để nó chinh phục lại những mức cao hơn thì đó là cái tầm góc nhìn của mình trong giai đoạn này các bạn nha ok và giờ à? có một cái điều ngày hôm nay trong ngắn hạn thì các bạn chắc cú sẽ gặp những cái áp lực đặc biệt đối với những tài khoản mà giờ à? còn đang rất là full margin đúng không ạ à? À, thứ hai là những cái khoản lỗ mà mọi người mua ở trong những cái giai đoạn mà chốc phốc trên này nè Và đặc biệt trong giai đoạn vừa qua thật sự thấy có nhắc với mọi người rất là kỹ nè Mua mới đoạn này chú ý kỹ giùm mình là nhà đầu tư mua mới phải đòi hỏi mình phải là nhà đầu tư ngắn hạn hay là trung hạn hay là dài hạn Tách ra cái Cái ông ngắn hạn á, ok tôi mua cái này nè Tôi mua xong nếu mà trường hợp nó lỗ thì tôi phải xử lý như thế nào, tôi phải chặn lỗ hay không Thì đây là mỗi một ngày mình đều nhắc với mọi người trong group feed rất là kỹ luôn Ngày nào cũng vậy chứ á mở buổi sáng ra vip là mình nhắc liền luôn nè thông báo mỗi buổi sáng hàng ngày kỷ luật giao dịch là số 1 trước khi bắt đầu một giao dịch mỗi một ngày mới nè cả nhà hãy cố gắng dành 2 tới ba phút đọc thật kỹ cái file video này cho mình cái file hình ảnh này ha bởi vì thật sự khi nó luyện thì mình được thói quen luôn đây cách một chặn lỗi như thế nào nè cách hai quy tắc mà thật sự như thế nào như thế nào mình đều nhắc rất là kỹ từ đó tới giờ luôn xuyên suốt ha đó và hiện tại chỉ có những nhà đầu tư mà đánh trên trung và dài hạn thì mọi người cứ nắm thoải mái thật sự bởi vì sao à? các bạn nhìn lại đi có những lúc các bạn khoe là chút lợi gần như là 50%, 100, x2, ít x3 ít lần thì thật sự những cú rung lất 15 đến 20 phần trăm là phải có trong cái thị trường tăng giá và cái điều này nó sẽ còn lặp đi lặp lại từ năm này qua năm nọ từ trước tới giờ luôn đúng không ạ rồi cái thứ hai á, mọi người ạ à, là nhà đầu tư đánh ngắn hạn là thật sự là mọi người phải rất là kỷ luật nhưng ngày hôm nay nè Ví dụ như đối với mình là một người thật sự cầm tiền um, bình tĩnh ha, Thì ngày hôm nay mình vẫn có mua chứ không phải là không Thật sự Nhưng mà vẫn bị cục tay các bạn Đây Mình nói nói là không có ngán gì đâu ạ VCG ngày hôm nay mình xúc nè Là cũng dính trưởng đó, Thật sự VCG là cổ phiếu mà Sáng nay mình nghĩ nó sẽ tạo Mình thấy đó khả năng rất là đẹp ông này ông sẽ cố gắng tạo thành một cái trạng thái gì à? mẫu hình cờ nhưng mà không ngờ không thể nào chịu đựng được cái áp lực của thị trường chung may là ông này ngày hôm nay vẫn còn mạnh là trong cái đám gì à? đầu tư công mà không bị sàn á chứ thật sự các bạn thấy là sàn la liệt luôn 145 cổ phiếu sàn mà thì sao mà mình né nổi hả đó các bạn thấy lời cái cổ phiếu ngày hôm nay mà mình có xúc nữa là gì ạ, à? thật sự á mình cũng có Novaland tại vì sao à? Nova Lung, thật sự ông này là trở về nền nhưng mà mình không nghĩ là ông này sẽ đạp mạnh như vậy Mình cứ nghĩ là chỗ này nè các bạn mình thấy nè Ông này chắc có lẽ là tạo nền giá Đâu đó quanh đây là 19.8 là cùng ai à, ngỡ đạp thêm nháy nữa các bạn đạp Nhưng mà ông này lại test trở lại những vùng hỗ trợ ha Thì để xem là tuần sau hàng về như thế nào Đó là những cổ phiếu mà mình có chia sẻ với mọi người thật sự là múc thì có múc sáng rồi thậm chí là múc ngay 19.5 cũng dính <laughs> dính thêm cái nữa các bạn cho nên là cái áp lực là xấu nhất ngày hôm nay là gì ạ? Là Là do thị trường có quá nhiều cổ phiếu nằm sàn ha Cái câu chuyện này nè SSA rồi VND coi này các bạn sẽ thấy rõ nè Đây chứng khoán nè VND sàn SHS sàn đúng không ạ VIX sàn, VIX thì mình không bàn trong giai đoạn này ha HCM cũng sàn Mua gì cũng chết Bắt đầu ha Thị trường nó sẽ xuất hiện những cái giai đoạn là đánh gãy nền rũ như thế này và yên tâm đi thật sự trong một cái giai đoạn mà bối cảnh hiện tại thị trường dòng tiền vào rất là mạnh như thế này hả rồi giờ dạ. cái câu chuyện mà hiện tại lãi suất của ngân hàng các bạn ở ngoài kia nó đang giảm rồi giờ dạ. cái số lượng nợp số lượng người ta mở tài khoản hàng ngày rất là nhiều quan trọng là đừng có mua giờ dạ, mua vô tội vạ mua sai hoặc là full tỷ trọng trên này nè bởi vì trong giai đoạn hiện tại á đánh cái gì cũng vậy phải chia tỷ trọng ra chứ không khó lắm các bạn đó, ông nào ngày hôm nay tự nhiên là mạnh yếu gì cũng sàng không nói nhiều VCA cũng xa ha SA SSA thật sự là giờ hôm qua có nói là không nghĩ là giờ ông này trước đó là mình có chia sẻ rồi thật sự cái vùng mà nó vượt qua 30 này mình cũng rất là đắn đo nhưng mà không ngờ là giờ vượt qua 30 này nè mà phải thật sự là phải cho nó khoảng hai phiên nhưng mà ai ngờ các đạp kinh khủng không nhưng mà quan trọng là ông này ông đang test trở lại cái nền giá thì ông SA giỏi lắm rồi ông SA mình nghĩ về là vùng giá khoảng 27.5 sẽ dừng chân ha đó. Nhưng mà thật sự đó uh, Trên khung tuần thì xem sao Đó trên khung tuần thì ông này cũng sẽ đạp về lại vùng giá của đường EMA 10 tuần ha Rồi Nhưng mà để cho các bạn thấy được cái mức độ rất là khốc liệt nè Chỉ cần mua sai mua bậy cái là rơi vào tình hả Ví dụ Ở những nền giá này các bạn mua nè Mình ví dụ nha À các bạn không mua Các bạn mua thấp ở dưới này chẳng hạn nè Rồi lên trên những vùng này các bạn đặt cược một cái xác suất là ông này Ví dụ nha Ông chạy nữa mà nếu trường hợp ông không Thì các bạn đang có một cái trung bình giá vốn nó bình tĩnh nè chỉ sợ nhất những giai đoạn này là cái trường phái đầu tư mà vượt đỉnh đều chết thật sự Khó lắm như trong phiên ngày hôm nay là ông nào đánh vượt đỉnh là toàn chết hết Cái đó mình khẳng định luôn ha Novaland thật sự là mình cũng nín dữ lắm các bạn Tại vì <laughs> trong nước VIP á Thật sự là những cổ phiếu này đã cho những anh chị là mua Ví dụ đất xanh à, vượt vùng giá khoảng 16 Rồi cho những anh chị là mua nhưng mà Mọi người hỏi quá trời luôn Là mua cổ phiếu này có ngày điểm mua điểm mua được không tới, Thật sự mình không có mình không dám nói mà Tại vì nó không có làm sao mà nói được rất là căng ha Nhưng mà thật sự đến thời điểm hiện tại khi mà nó xuất hiện những cái tình trạng mà đạp giảm sàn la liệt như thế này ha Thì bắt đầu là chúng ta sẽ có rất là nhiều cơ hội trong cái giai đoạn sắp tới Thật sự luôn Hôm nay thì mình chỉ chia sẻ Các bạn coi nè Mình sẽ ngó sơ qua ha. Nova lăn sàn, đít sàn, rồi giờ à? đất xanh sàn Rồi giờ sale, sale ngày hôm nay còn giữ lửa được tí à Vic cũng sàn các bạn thấy không ạ? À? Đây, viết cũng là một trong những cái tội đồ nữa các bạn à rồi giờ phát đặt rất sàn khg sàn hôm cũng sàn ha nhưng mà thật sự nha, lâu lắm rồi chúng ta mới có những cái trạng thái đập sàn rất là bá đạo như thế này Hai các bạn ha các bạn đừng quên là bấm nút đăng ký bật quả chuông bên cạnh chia sẻ video cho người thân bạn bè của mọi người ha và mình có nói nè nhớ nha tỷ trọng an toàn 50 50 vừa phòng thủ vừa đợi chờ cổ phiếu nổi súng nhà đầu tư mua thăm dò mua nền mua sớm ở các vùng mua sớm á phải đi tỷ trọng thấp nè vì nó cứ cà xệ cà xệ như thế này á khi nào có tín hiệu xác nhận mẫu hình thì mới dám tham gia cho nó an toàn ha đó còn kịch bản vn nó như thế nào là kịch bản tích cực thì nó sẽ giữ vùng nào còn kịch bản tiêu cực thì nó sẽ đạp về đây nè ha ok đạp quá nhanh và hiện tại ông này đã rơi vào trong cái kịch bản là gì điều chỉnh đó các bạn ạ và trong cái kịch bản điều chỉnh này thì các bạn mình nhắc lại một lần nữa ha quan điểm riêng góc nhìn của mình đó là gì ông này đang đánh theo sóng và rõ ràng giờ yeah. đạp về đây là để kéo tăng trở lại ha bởi vì ông này đã có rất là nhiều cái hỗ trợ tiềm năng dưới này nè ha Xấu lắm đi chân nữa thì mình thấy thật sự chỉ giảm đâu đó về 1 ngàn giờ dạ, 1 ngàn giỏi lắm là khoảng 30 điểm nữa Thật sự tầm tầm đó thôi là hết nước chấm Thép vì sao những cái cổ phiếu này nó đạp về lại những vùng hỗ trợ trên khung tùng nữa các bạn Khung tùng là cái khung rất là quan trọng của cổ phiếu nha Đó Rồi Rồi hoa sen cũng sàn nam kim sàn tvn giảm các bạn đó ông này là mình, mình giờ mình đang lãi mà trở 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 thành âm luôn các bạn âm là khoảng năm bảy phần trăm luôn phải chửng thiệt đó ok rồi dầu khí nói chung là ngày hôm nay ông nào cũng sẽ giảm luôn á bvs cũng giảm nè rồi bvd cũng giảm nè rồi bvt cũng giảm luôn các bạn nè đó như vậy cơ hội mở ra rất là nhiều quan trọng bây giờ là gì ạ các bạn còn tiền hay không khổ nhất là những nhà đầu tư mà đánh mặt xin mà giai đoạn trước á thì bây giờ phải rơi vào trạng thái chỉ cần nó nó đạp thêm chỉnh thêm khoảng hai ba phiên nữa mà cái cổ phiếu mọi người vi phạm mà đánh ngắn hạn là mọi người phải xử lý nha đó ok dầu khí bán lẻ nè chứ thật sự mình thấy á bối cảnh hiện tại mọi người có những ông bán rồi thì mấy ông sẽ chê mà nói thật nhưng mà chê thì chê chê để gì biết các bạn biết gì không à? chê để người ta mua được giá tốt hơn giá cao hơn thật sự nói trắng mẹ ra như vậy luôn đúng không ạ chứ không có gì rưng á à, cho nên là khi các bạn đầu tư á các bạn phải có một cái sự chuẩn bị tâm lý nhất định trong cái thị trường quái quỷ này nha chuyện gì nó cũng khả năng diễn ra cả và cái lúc mà mình mình thấy nè đây là các bạn nè hiện tại vn nó đang nằm ở cái ngưỡng này nè nếu mà trường hợp vn mà nó xấu lắm trên không tuần nha mình ví dụ nha các bạn thấy nè trong giai đoạn trước đó không tin không tin nó chỉnh không tin nó chỉnh nó tăng nó tăng nó tăng các bạn coi nè nha 1 tuần tăng 2 tuần tăng 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11 12 tuần như vậy là 12 tuần lễ thì các bạn chạy ra khoảng bao nhiêu tháng mà như vậy là gần như 2 tháng rưỡi tăng giá và sau đó nó đập hai cây một đó là một cây hai cây và nó giờ nó lấy lại một tuần 2 tuần 3 tuần 4 tuần 5 tuần 6 tuần đúng y như bên đây này các bạn nè bên đây hiện tại là cũng đang có một tuần 2 tuần 3 tuần 4 tuần chỉ cần nó đạp thêm tí nữa thôi à là ông này cũng giống y như cái tình trạng này và ông này sẽ test lại cái đường trendline này Vì như vậy là đường trendline dưới này nó đang đỡ và thông thường á theo nguyên thức thực chiến các bạn ạ thì một cái đường trendline nó sẽ được tạo ra bởi hai cái tọa độ điểm à, theo cái logic nha điểm thứ nhất điểm thứ hai và ông này thường thường ông sẽ chạm về đây thì ông sẽ có những cái đoạn hỗ trợ rất là mạnh chỗ này rồi cho nên mình nói là để xuyên thấu qua cái vùng giá khoảng một nghìn một trăm năm mươi cộng trừ năm điểm nữa khó À, và nó sẽ có rất là nhiều cái cái hội tụ à, hỗ trợ chỗ này và nó sẽ có rất là nhiều lực cầu ở ngoài này nói như vậy chứ thật sự nhiều khi á, tuần sau á, một à, một phiên khi mà tin tức này nó qua cuối tuần ổn ha thì có những câu chuyện nó hồi trở lại thì bạn sẽ thấy nó rất là khác nha ok nè ban cũng giảm ngày hôm nay chỉ có duy nhất một cái cổ phiếu mà khi mình quét ra là ông VSS này nè ông lương thực vậy nè <laughs> là còn tăng điểm thôi À, là tăng được khoảng 5% đó các bạn còn lại đa phần là sắp mặt lời hết trơn giờ yeah. <laughs> bán lẻ cũng giảm sàn nè bất động sản khu công nghiệp sàn nè KBC sàn nè rồi giờ à? ATI sàn ADC sàn, không phải sàn mà 9% trăm thật sự bá đạo thì các bạn thấy nè những cái nền giá bây giờ nó đạp về trở lại những vùng này thì nó giảm gì nữa nổi nữa, nữa các bạn ạ thật sự luôn á đâu đó nó gì ạ nó chỉ đi đạp xí tí nữa thôi là nhúng rút lên các bạn ạ đó HDC, sàn Nam, từ Liêm sàn, đó. Cho nên là mua trong giai đoạn này á, không ai tài các bạn, phải chia tỷ trọng ra thật sự luôn và mình nhắc với mọi người rất là kỹ trong nước phết rồi và sau đó là về chúng ta sẽ bắt đầu, bắt đầu ha. Đây sẽ là cơ hội của mọi người bán cơ cấu lại tài sản và sau đó là mọi người sẽ tìm ra những cổ phiếu mạnh nhất, vượt đỉnh nhất đúng không? À? Rồi sau đó là các bạn sẽ tham gia vào những cổ phiếu mà thật sự nó có dòng tiền trở lại. Và cụ thể các bạn sẽ chú ý là những cổ phiếu nào, nhóm chứng khoán nha rồi, nhóm bất động sản này ha, vẫn là một cái tiềm năng rất là lớn đúng không ạ? Dòng tiền nó vào NovaLand rồi, dòng tiền nó vào gì à? vào Phát Đạt Group rồi, không chạy đi đâu luôn các bạn. Thật sự ha Rồi, sau đó là gì? À? Chứng khoán bất động sản là hai cái nhóm ngành rất là tiềm năng trong cái bối cảnh mà thị trường cấp trend nha. Rồi. Các bạn sẽ cùng ngó qua là nhóm bất động sản khu công nghiệp nữa nè. KBC đạp về đẹp quá. Đúng ạ? quá trời cổ phiếu đẹp các bạn. BHR là những cổ phiếu có câu chuyện cơ bản đẹp nè Ông này cũng chỉ giảm một tí xíu nữa thôi Là ông này đã test trở lại những cái vùng hỗ trợ cực kỳ quan trọng rồi Đó cái, cái, cái Hỗ trợ này các bạn nè, à. đây là một cái nền giá của cổ phiếu nè ha Rồi, và thế nào nó cũng sẽ dừng chân đây các bạn ạ à. Khó lắm Nó chỉ xuyên thủng tới rồi nó sẽ rút chân lại rất là lẹ Bởi vì giờ người ta cũng đang hứng người ta cũng đang mong đợi chỗ này lắm và rất là nhiều nhà đầu tư hiện tại cũng đang mong đợi ha không biết là cuối tuần này mọi người có gì hả? <laughs> có thêm uh, uh, đi thêm tìm nguồn tiền nữa không ạ thật sự ha cho nên là mình mình thật sự là mình mong muốn là giờ vừa chia sẻ kiến thức và vừa bơm cái oxy cho mọi người nữa ha tại vì những cái nền giá này mình thấy đa phần cổ phiếu đó, nó đạp về là một nền giá như vậy thì khó giảm sâu đầu tư công đó các bạn đây chính là một trong những cổ phiếu rất là tiềm năng ha CI các bạn nè rồi HHV nè các bạn đây nó đạp về nền giá này thì rõ ràng là gì cái 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 vùng kháng cự các bạn nè đây là một cái nền giá của cổ phiếu đã được tạo thiết lập trong suốt giai đoạn vừa qua thì bây giờ nó test ngược trở lại thì nó sẽ chạm những cái cái mé cạnh nữa các bạn thì rồi nó cũng sẽ bật tăng lên trở lại nha như vậy là tuần sau chúng ta sẽ có rất là nhiều việc phải làm là vừa cơ cấu tài sản trong giai đoạn này có thể là bán những cái cổ phiếu là giờ nó nó tại vì sao khi mà giai đoạn thị trường nó bán mạnh như thế này sẽ có rất là nhiều cơ hội vì sao thượng vàng hạ cám đều bị bán cả chúng ta sẽ chất lọc rất là nhiều cổ phiếu nha chứng khoán nè đầu tư công nè bất động sản khu công nghiệp nè ok <laughs> đây hút trong giai đoạn vừa qua cũng rất là mạnh như các bạn thấy nè ngày hôm nay nha ông này còn căn cứ địa ông giữ quanh vùng giá khoảng hai bảy mấy nhưng mà cuối cùng đạp phát một là về lại nền giá này luôn đúng không ạ nhiều lắm không có cổ phiếu nào mà không giảm nha các bạn thật sự HBC, à, nhưng mà cái này giá thì cổ phiếu này thật sự nó ý là những cái nền giá thôi các bạn, rồi kinh thật, sàn hết. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ coi trên khung tuần này những cổ phiếu nào là trong giai đoạn vừa qua nó hút tiền, đúng không ạ? Rồi những cổ phiếu có nhóm có cái tính chất của dòng tiền nó đẩy vào dựa trên cái câu chuyện của giờ nhóm ngành nữa, đầu tư công hả? Thủy sản trong giai đoạn vừa qua thì nó không mạnh, ha. nó không mạnh nhưng mà giờ À, nó đều bị đạp trở lại những cái vùng giá cực kỳ tiềm năng đây ví dụ như ông này ông chỉ giảm về lại cái nền chỗ này các bạn nè đây các bạn hình dung một cái nền giá luôn đó rồi nó sẽ từ 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 rồi nó cũng phải mất thời gian để nó cân bằng rồi cũng phải đi lên lại à không có gì nó sẽ giảm mà giảm mãi các bạn bởi vì trong cái giai đoạn hiện tại nó khác bối cảnh cái câu chuyện của năm 2022 các bạn nha ok rồi hoặc là ada cũng tương tự như vậy ha rồi CMIC nè đó rất là nhiều cổ phiếu bây giờ nó đạp trở lại những vùng hỗ trợ cực kỳ tiềm năng dệt may có giệt may ngày hôm nay tính giảm ít hơn ha à, rồi à. hóa chất phân bón DCC nè giảm vô cớ ha đó rồi à. À, quan trọng là bây giờ á, hãy xem những cổ phiếu nào đang còn những đường trendline line ha CSV giảm sàn BFC nè ha như vậy là bây giờ cái nhóm mà mọi người đang quan tâm nhiều nhất có phải là nhóm nhiều mà nhóm chứng khoán đúng không nhóm chứng khoán là VND các bạn ạ VND hiện tại các bạn yên tâm ha à, Nếu mà trường hợp à, để xem thử á Ông này vẫn còn cái đường trendline này các bạn nè Đường trendline tăng giá này nha Đó Đây là một đường trendline ngắn hạn này ha Đó Thì ông này giỏi lắm sẽ đạp về lại những cái vùng giá quanh vùng giá khoảng 19 Mình nghĩ ha 19 Quan Quanh quanh nó thì nó sẽ có cái lực hỗ trợ rất là mạnh ha Khó thủng ha còn không thì nó sẽ xem nữa rồi nó cũng sẽ bật tăng lên trở lại bởi vì ông này đang gần cái đường hỗ trợ nhất có thể rồi đó, đó. SHS nè Như vậy nó sẽ có rất là nhiều cơ hội hả Ông này nếu mà thị trường nó giảm thêm 2, 3 chục điểm nữa thì ông này rất có khả năng là ông này sẽ test trở lại vùng giá khoảng 14 13.8 đến 14 thì như vậy nó sẽ tạo thành một nền giá mới đây các bạn nào đó Nên là <laughs> nếu mà thật sự thị trường hồi á mà nó không giảm nữa thì các bạn nên chủ động là hạ vì thế các bạn cơ cấu lại tài sản nha còn nếu mà trường hợp nó giảm tiếp tục thứ hai á, sáng thứ hai á thì các bạn đừng bán nữa bởi vì thật sự là sao à? nó chỉ phù hợp cho những nhà đầu tư mà họ như họ cầm mặt xin quá lúa rồi sau đó là họ mua những khúc trên cao và bây giờ họ âm nặng của nó các bạn thì lúc đó người ta mới bán thôi còn đối với những nhà đầu tư mà người ta đang cầm tiền mặt ha rồi người ta đang giờ chuẩn bị muốn mua thì người ta sẽ có rất là nhiều cơ hội để chọn lọc hàng ha ok thì các bạn có câu hỏi gì để lại phần bình luận bên dưới ai muốn vào trong group vip chủ động thì nhắn tin zalo cho thái nha và thái có nói rõ là trong giai đoạn này thì thái chỉ thu phí nhà đầu tư là à dạ sáu à? À, tháng là 4 triệu <laughs> các bạn ạ à? ok và mình sẽ chia sẻ kiến thức và cập nhật với mọi người hàng ngày là nhắc nhở mọi người cái câu chuyện về kỷ luật giao dịch nha ok còn nhắc lại một lần nữa hiện tại vn như thế này thì nó sẽ gì à? vẫn là một cái kèo tăng vẫn đang trong kịch bản của trên tăng không bị vi phạm nữa đâu cái vi phạm đó các bạn trên tăng này nè à, chỉ trong ngắn hạn nếu mà trên cái trên line ngắn hạn á, thì ông này ngày hôm nay có vi phạm các bạn nha à? À vẫn chưa, tại vì sao? Nếu chúng ta lấy EMA 10 tuần á và theo như đường EMA 10 tuần cũng là một trong những cái đường hỗ trợ ở chỗ này là một trong những cái điểm mà được rất là nhiều trader mà người ta đánh về huyền thoại các bạn. Người ta sẽ giờ sẽ tìm điểm mở vị thế sớm ở chỗ này ha. Và VNX hiện tại nó đang cặn chỗ này khoảng là 7 điểm ha. Ok, đang rất là gần chỗ này khoảng 7 đến 10 điểm thôi. Thì khi mà VNX nó đi tìm về những vùng đó thì mình tin nó sẽ xuất hiện những cái gì à, cái lực lực hồi ha ok tạm thời video này mình sẽ dừng chân ở đây và mình đang động viên mọi người để cho mọi người là có góc nhìn tại vì ngày hôm nay thật sự ông nào cũng bị bắn như nhau thôi các bạn không có gì để phân tích đâu à, rồi sau đó là để thứ hai thì mình sẽ tiếp tục là nhìn nhận à, chất lọc và sẽ giờ sẽ à, phân tích từng cái cổ phiếu cho mọi người ha ok rồi còn ai muốn vào trong nước vip để nhận được sự tư vấn của mình thì chủ động liên hệ và sắp tới chúng ta sẽ có rất là nhiều cơ hội mới nha và mình khẳng định luôn thị trường này á nó sẽ giờ dạ, nó sẽ tăng giá trở lại vùng giá khoảng 1400 đến 1450 ha. Ok. Vì sao ạ? Vì bản chất nè, nó đang đang vào trong cái sóng ba tăng giá này rồi và trong cái bối cảnh mà khi nó điều chỉnh này nè các bạn ạ. À. Đây, mình đang đi tìm cái sóng hai sóng sóng hai điều chỉnh này nhưng mà đến mãi bây giờ thật sự nó mới xuất hiện á, thật sự. Tại vì trong giai đoạn vừa qua nó tăng ác quá bạn ạ. Thì bây giờ nó đang điều chỉnh lại thôi. Các bạn nhá ok, bình tĩnh. Cơ hội là luôn luôn có, không có gì cả. <laughs> chứng khoán bất động sản bán lẻ quá nhiều dầu khí các bạn à, có câu hỏi gì để là phần bình luận bên dưới nha bye bye xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha